Hello, chào mừng các bạn đã đến channel của mình và mình là Mình là Zerop, mình là Zerop. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại. Mình là Zerop. Là Jenny. Thôi Zerop chứ. Rồi bây giờ Hello. Thằng Zerop thì thằng Zerop không có ở đây thì hãy cho tao hai cái chủ đề cho hai tao xây cái pixel art trong thế giới của bạn luôn. Được á. Ừ. Ý là thằng Zerop cho chủ đề. Say. Chào mừng gì? Chào rồi. Zerop cho chủ đề đi. Đây ố có chỗ mày tàng hình đi ba. Say. Tàng hình đi ba. Say cục quốc. Hai thằng luôn hả? Ba mỗi thằng cái đi ba. Thằng nắm say cục quốc đi, thằng nắm say cục quốc đi. Ý là xây được xây tiếp nối cái hàng của bạn đi, xây cục cước đi. Rồi tao xây gì? Tao xây gì? Mày à, mày phải xây cái gì đó. Ô, bạn đang tính xây gì chỗ này nè. Ô, cẩn thận đụng hàng, đụng trúng gì của bạn. Nghĩ ra được cái gì đó. Để coi xây được cái gì. Lên. Xây bưởi. Bả lép mà, phải xây bưởi cho bả. Bưởi cái trái bưởi ai mà nhìn vô Minecraft nhìn vô xong mà biết đó là trái bưởi ba. Cái khác gì vậy? Cái phần đầu mày làm nó đen đen là ba hiểu không? Đi đi. cái khác đi. Dạ không, mình xây cục cước đi. Hai chị anh nghĩ mình nên xây mặt con bò đi. Xây tí nhé. Cho xây tí. Đêm à. Ủa sao không biết được tiếng Việt bay? Ok nấm hả? Ôi thôi mình xây con bò đi men. Thôi, Zerop nó phế vật quá. Theo Minecraft. Lát rồi ta quay tự cung tự xây con bò đi cho nấm. Xây giùm bá gì đi. Nấm ơi, xây giúp con Pikachu rộng. Pikachu. Ê cái pixel art á. Rồng Pikachu. Rồng Pikachu. Ủa con rồng Pikachu này. Ủa. Hello. Ta không có. Hello. À còn những công ty em vậy? Đâu. Cái gì vậy? Dạ. Chú về chưa? Ủa what the fuck? Nghe hư cấu à. Rồi chú về cho nè tao. Tôi đang mang cái skin của Sơn Tùng mà skin khỏa thân á. Skin khỏa thân á mà. Đây, tôi đang tàn hình nữa. Bà hỏi ủa cái gì bay lên lửa vậy? Tôi uống thuốc ra cái thể hiện ra nguyên cái thằng khỏa thân. Bây giờ muốn bật facecam bật sao vậy? Lấy từ cái facecam không?
Nhìn lại đi. Thanh niên. Cái này nước mạng đúng không? Đúng rồi, quá chuẩn luôn. Giờ cái này cái bánh tròn bên gọi là bánh gì ta? Donut. Con này dễ thương quá, đây là Pikachu. Con lòng Pikachu. Ê sao nhìn nó không có mạnh mẽ lắm man. Nhìn nó gay gay á. Nó gay chị ơi. Bỏ đi. Dễ thương bỏ mà đây. Nhìn thêm một. Nhìn nó gay gay á. Đúng rồi, nhìn đỏ gay. Vô cho nó đi. Nhìn nó gay gay. Thêm cái răng. Ok. Ôi, cu te quá à. Ôi. Cho mắt nó to lên tí đi. Nó có... Trong cái hình là nó có hai cái tay hai bên nữa, kiểu dơ lên, kiểu lực sĩ. Có nên làm đâu. Ô, rồi Pikachu thiệt luôn. Chuẩn Pikachu. Chuẩn Pikachu. À quên, phải có lông mày này đúng không? Phải có lông mày nữa. Lông mày ác lên. Ôi, BD rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa, kiểu lông mi công mà. Công Pikachu rồi. Đây là cái đuôi của nó hả? Cái đuôi của nó xong mini như vậy. Ủa đâu? Đây nè, đây là cái đuôi, đây là cái đuôi nè. Ủa cái đó phải chị xây hả? Chị xây, chị xây, chị xây, chị xây nó mini thôi mà em xây nó to quá, bây giờ mình làm nó to lại. Nắm nối đi. Nói gì? Nối vô trong kia. Ủa sao mà nối được? Nối gì nhìn nó một lần lắm. Ủa ông hết quay rồi hả? Ủa hết quay à? Ông không quay rồi hả? Bắn tục vậy men.